Xin chào mừng tất cả các em đã quay trở lại bài học hôm nay. Trong bài học hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các em bài học số 7, Unit 7, Cultures and Customs, Section B, Must, Mustn't and Didn't. Trong bài học số 7 này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách sử dụng của Must, Mustn't và Needn't. Trước hết, đó là trong phần sách giáo khoa của các em, Grammar Reference. Đầu tiên là cách sử dụng của must và mustn't. 7.1. The form of must or mustn't is the same for all versions. Thì đối với must hoặc là mustn't sẽ sử dụng chung cho tất cả các đại từ nhân xưng. Affirmative form, đó hỏi khẳng định. After must, we use verb infinitive without to. Thì sau must, chúng ta sử dụng là động từ nguyên mẫu, không có to. Example, I must go home. Tôi phải về nhà. Or example number two, you must tell the truth. Bạn phải nói đúng thật đấy. The negative form, đó phải phủ định. After mustn't, we use verb infinitive without to. Thì sau mustn't, các em cũng dùng là động từ nguyên mẫu, không có to. Example. Number one. You mustn't tell anybody. Bạn không được phép nói cho bất kỳ ai nghe cả. Or, they mustn't be late. Họ không được phép đến trường muộn. Và các em lưu ý hình thức viết tắt của must not, đó là mustn't. Interrogative form. Câu hỏi nghi vấn. Để hỏi nghi vấn, các em sẽ đem must đặt đầu câu. Và sau must cũng là động từ nguyên mẫu của must. Example. Must you leave so early? Bạn phải về nhà sớm à? Answer. The short answer here. Yes, I must. Be careful. Các em lưu ý ngay chỗ này. We don't often make questions with must. It is more common to use do you have to, and so on. Chúng ta không thường đặt câu hỏi với must, mà chúng ta thường sẽ khế vào đó là các em sẽ dùng là do you have to. Now, 7.2. We use must, and after that we use infinitive without to say that something is necessary, and it is very important to do it. Chúng ta sử dụng must và theo sau nó là không có to, động từ nguyên mẫu không có to, để nói lên việc gì đó mà nó cần thiết và rất quan trọng mà chúng ta phải làm. Example number one. In some of Asian countries, you must eat with your right hand. Đối với một số quốc gia ở châu Á, thì khi ăn chúng ta phải sử dụng bằng tay phải. Number two. You must be quiet in the school library. Khi các bạn vào trong thư viện là các bạn phải giữ trật tự yên lặng. Continue. We use mustn't and then infinitive without to say that something is prohibited and it is very important not to do it. Chúng ta sử dụng mustn't và theo sau nó cũng là động từ nguyên mẫu không có to để nói lên sự việc gì đó mà bị cấm, không được phép làm. Và nó rất là quan trọng, chúng ta cũng không được phép làm. Example. We mustn't be late for school. Chúng ta không được phép đến trường muộn nha. On number two, ví dụ số 2. You mustn't use a mobile phone in the cinema. Bạn không được phép sử dụng điện thoại ở rạp chiếu phim. The next one. Tiếp theo. We often use must or mustn't to express rules or laws. Chúng ta sử dụng must hoặc là mustn't để chỉ ra những cái quy luật hoặc những luật lệ. Example. Number one. In the UK, you must be 17 to try a car. Ở Vương quốc Anh thì bạn phải đủ 17 tuổi mới được phép lái xe hơi. Number two. You mustn't smoke on airplanes.
Bạn không được phép thuốc ở trên máy bay. Now the next one. Continue with needn't. Sau đây thầy sẽ chỉ cho các em cách sử dụng needn't. 7.3. We use needn't. And then we use infinitive without to say that something is not necessary but isn't against the rules. Chúng ta sử dụng needn't và theo sau là động từ nguyên mẫu mà không có to để nói lên thứ gì đó không cần thiết lắm hoặc là nó trái với lại quy luật mà đã đưa ra trước đó. Example: You needn't bring a towel. There are towels at the swimming pool. Bạn không cần phải mang theo khăn tắm đâu. Có nhiều khăn tắm ở hồ bơi rồi. But you can bring one if you want. Nhưng mà bạn có thể mang theo nếu bạn cảm thấy cần thiết, bạn muốn mà. Example number 2. You needn't take sandwiches as lunch is provided. Bạn không cần phải mang theo bánh mì sandwich đâu. Bởi vì buổi trưa người ta đã cung cấp sẵn rồi. But you can bring them if you want. Nhưng mà bạn có thể mang theo nếu bạn muốn. Vậy thì ở đây nó trái với những cái quy luật bên trên. Chúng ta cần hay không thôi. Thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cách sử dụng của must và mustn't và needn't ở trong phần grammar reference. Để làm rõ hơn, thầy xin mời các em sẽ tiếp tục tìm hiểu ở phần phía sau. Trước hết, cách sử dụng của must và mustn't needn't. Trước đầu tiên là must. You must do something. Có nghĩa là bạn khi sử dụng must là bạn phải bắt buộc cần thiết phải làm điều gì đó. Example: Don't tell anybody what I said. Đừng nói với ai những điều tôi nói nha. You must keep it a secret. Bạn phải giữ bí mật đấy. Có này đây là phải bắt buộc ha. Or the next one, ví dụ số 2. We haven't got much time. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. We must hurry. Chúng ta phải khẩn trương lên. Thì đây đưa ra cái yêu cầu. Đối với mustn't, you mustn't do something. Đó là điều cần thiết là bạn không phải làm điều gì đó. Vì vậy, đừng làm. Ở đây là bắt buộc rồi. Example, chúng ta sang ví dụ để tìm hiểu rõ hơn. You must keep it a secret. Bạn phải giữ bí mật điều này đó. You mustn't tell anybody else. Or it means don't tell anybody else. Có nghĩa là bạn không được nói với bất cứ ai. Này không được phép nói. The next one. It's essential that nobody hears. Điều tất yếu là không ai nghe thấy chúng ta nói. We mustn't make any noise. Chúng ta không được tạo ra tiếng động đó nha. Đây là đưa ra bắt buộc không được phép làm. You needn't do something. Chúng ta sẽ tìm hiểu từ needn't. Đó là không cần thiết để bạn làm điều gì đó. Bạn không cần phải làm điều đó. Example: You can come with me if you like, but you needn't come if you don't want to. It means it's not necessary for you to come. Tức là bạn có thể đi với tôi nếu mà bạn thích, nhưng bạn không cần đi nếu bạn không muốn. Điều này không bắt buộc lắm. Tức là bạn không thiết phải đi. We've got plenty of time. Chúng ta có nhiều thời gian. We didn't hurry. It means it is not necessary to hurry. Có nghĩa là chúng ta không cần phải vội đâu. Tức là không cần phải vội ha. Và sau đây thầy sẽ mở rộng thêm cho các em. Cách sử dụng của don't, doesn't need to thay cho needn't. Thức viết ngắn gọn. Example: We didn't hurry. Hoặc chúng ta hãy dùng cách khác là we don't need to. Don't need to hurry. Lưu ý, need to động từ nguyên mẫu ở đây. Còn nếu đã dùng needn't thì không có to. Chúng ta không cần phải vội vã. Và các em cũng nên nhớ rằng chúng ta nói là don't need to do, nhưng không dùng là needn't do, mà không có to nha. Don't need to và needn't là tương đương với nhau,
giống như là don't have to. Example, we haven't got plenty of time. We don't have to hurry. Chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta không cần phải vội vã. Thì đây các em lưu ý là don't have to. Xem từ nguyên mẫu đây, verb infinitive, đồng nghĩa là didn't, động từ nguyên mẫu phía sau nó. Thì vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cách sử dụng của must, mustn't và didn't để củng cố cũng như vận dụng được. Thầy xin mời các em sẽ sang phần tiếp theo. Now, using must, mustn't and didn't to fill in the blanks with three sentences. Các em sẽ dùng must hoặc là mustn't hoặc là didn't để điền vào ba câu bên dưới đã cho với ba chỗ trống. Thầy dành cho các em ít thời gian để chúng ta sẽ suy nghĩ và để lựa chọn ba từ bên trên để điền vào ba đáp án bên dưới cho phù hợp. Ok, rồi chắc là các em cũng đã có đáp án rồi. Chúng ta cùng nhau chúng ta sửa phần này nha. Number one, we use must to express necessity. It means something that is very important to do. Chúng ta sử dụng must để mà chỉ ra cái sự cần thiết, là điều này rất là quan trọng phải làm. Number two, the answer is didn't. We use didn't to express lack of necessity. It means something that isn't necessary but isn't against the rules. Chúng ta sử dụng needn't để chỉ ra cái điều đó không cần thiết phải làm lắm. And the last one, number three, the answer is mustn't. We use mustn't to express prohibition. Something that is very important not to do. Chúng ta sử dụng mustn't để mà chỉ ra điều gì đó không được phép làm, để mà ngăn cấm. Điều rất là quan trọng. Vì phần này, thầy đề nghị là các em sẽ học thuộc lòng cho thầy đối với ba câu này để chúng ta vận dụng làm bài tập. Thì bài tập cho các em làm, chúng ta sẽ lần lượt. Exercise 1. Đó là tập số 1. Complete the sentences with must, mustn't or didn't. Các em sẽ hoàn thành các câu đã cho bên dưới bằng cách sử dụng điền vô chỗ trống với must hoặc mustn't or needn't. Đối với câu số 1 và số 2, thầy đã gợi ý, thầy làm mẫu cho hai câu rồi. Example, we haven't got much time. Chúng ta không có nhiều thời gian lắm. We must hurry. Chúng ta phải nhanh chóng khẩn trương lên. Number 2, we got plenty of time. We didn't hurry. Chúng ta có quá nhiều thời gian cho nên ta không cần phải nhanh chóng khẩn trương đâu. Thì tương tự như thế, các em sẽ lần lượt đọc từ câu số 3 đến câu số 9. Chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ điền vô các chỗ trống với các từ đã cho như bên trên. Sau đây tiếp tục, đó là bài tập số 2. Exercise 2. Complete the sentence using didn't. And then with some verbs, ask, come, explain, leave, tell, walk. Các em hãy hoàn thành các chỗ trống đã cho bên dưới bằng cách sử dụng needn't và kèm theo phía sau các động từ để cho trong hoạt đơn ask, come, explain, leave, tell và walk. Thì đối với câu số 1, thầy đã gợi ý làm mẫu sẵn cho câu số 1 cho các em rồi. Example, we've got plenty of time. We didn't leave yet. Chúng ta có nhiều thời gian, cho nên chúng ta không cần phải nhanh chóng. Thì ở đây các em lưu ý là didn't chúng ta bắt buộc phải dùng rồi. Và ta phải xét về nghĩa của nó để lựa chọn ra các từ đã cho phù hợp và kèm phía sau nó. Và lưu ý sang didn't, động từ phải là nguyên mẫu. Thì tương tự, chúng ta sẽ làm tiếp tục cho thầy các câu còn lại.
Continue. Essay 3. Đối với tập số 3, thì các em sẽ làm trong phần workbook ở sách khoa của các em. Unit 7, Session B, on page 61. Thì các em sẽ làm tất cả các bài tập ở trong sách đối với phần workbook ở trang 61. Chúng ta làm hết ở phần B cho thầy. Essay 4. Grammar Builder, Session B, Unit 7, on page 116. Đối với tập số 4, thì các em sẽ làm cho thầy ở phần Grammar Builder, ở phần 7B đó. Chúng ta sẽ làm hết phần đó. Thời gian đọc bài cho các em, đó là hạn chót vào ngày thứ 6, ngày 10 tháng 4, 2020. Chúng ta lưu ý nhớ cái thời gian đọc bài thầy nha, đừng đọc muộn. Và lưu ý các em luôn, khi đọc bài thì các em nhớ ghi rõ cả họ và tên, lớp trên tất cả mặt giấy. Có nhiều em quên là chỉ ghi một mặt giấy thôi là cũng đúng. Ghi tất cả các mặt giấy luôn. Sau đó các em chụp hình và gửi lại qua Zalo cá nhân riêng của thầy. Và thầy cũng nhắc luôn các em, đối với bài tập số 1, số 2, thì các em phải ghi lại tất cả các câu mà đã cho trong cái bài tập đó. Và các em sẽ điền vô. Thì đối với phần điền vô các em gạch dưới hoặc dùng viết khác màu. Và nếu như các em có thắc mắc gì nữa cần giải đáp thì hãy liên hệ qua Zalo cá nhân riêng của thầy nha. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thầy chúc các em sẽ học tốt. Thân ái, chào tạm biệt các em.